Tập 7. Không hay rồi, tiểu thư xảy ra chuyện rồi. Không hay rồi, tiểu thư xảy ra chuyện rồi. Tiểu thư, tiểu thư, không ổn, tiểu thư ngất xỉu rồi. Đại phu, mau khám đi đại phu. Đây đây, tiểu thư. An Nhiên, An Nhiên, phu nhân, An Nhiên, đại tỷ, An Nhiên, tiểu thư, An Nhiên, đại tỷ, đại phu, con gái ta bị sao vậy? Tiểu thư trúng phải chất kịch độc, độc đã ngấm vào phổi, đây là không qua khỏi. Sao lại như thế? Buổi tối An Nhiên vẫn bình thường mà, sao lại trúng độc? Độc tính lan ra rất nhanh, chắc chắn đã vào cơ thể bằng đường miệng. Công chừng có người đã hạ độc vào thức ăn của tiểu thư. Hạ độc? Nhưng buổi tối mọi người ai cũng ăn mà. An Nhiên, sao chỉ có mình nói trúng độc được? Đúng rồi, bánh đào. Tiểu thư còn ăn bánh đào mà phu nhân làm nữa. Bánh đào, bánh đào do chính tay ta làm. Ta vẫn luôn để ý tới nó. Lão gia, sao ta có thể hại An Nhiên chứ? Sao ta lại làm vậy chứ hả lão gia? An Nhiên là con gái ruột của bà, sao bà hại nó được? Chuyện này không liên quan tới bà đâu. Rốt cuộc là ai đã hạ độc? An Nhiên, con đừng dọa ta. Con không sao mà đúng không? Con mở mắt ra nhìn ta đi. An Nhiên, An Nhiên. Lão gia phu nhân, vẫn còn một người nữa. Còn một người nữa. An Nhiên. Nhị tiểu thư, tối nay người cũng đã ghé qua phòng của tiểu thư nhà ta. Khi đó tiểu thư nhà ta mời người ăn bánh đào, người chẳng ăn miếng nào. Sau đó bọn ta và tiểu thư cùng nhau tiễn phu nhân về. Chỉ có một mình nhị tiểu thư ở lại trong phòng. Chắc chắn nhị tiểu thư có thời gian và cơ hội hạ độc tiểu thư nhà ta. Đúng, chắc chắn là nhị tiểu thư. Nhị tiểu thư đã ngứa mắt tiểu thư nhà ta lâu rồi. Đừng nói linh tinh, không bằng không chứng, đừng hòng đổ lấy cho ta. Ngươi, nô tỳ to gan, dám đổ tội cho chủ nhân. Ta không nói linh tinh. Lão gia, nhị di nương với nhị tiểu thư đã âm hận tiểu thư từ lâu rồi. Toàn mang tặng son phấn đã bị hạ độc. Tiểu thư và phu nhân lương thiện, không muốn trong nhà ầm ĩ không yên, nên chỉ trừng phạt Thuyết Cô rồi thôi. Không ngờ tối nay các người còn táo tợn hơn. Nhị tiểu thư, cô độc ác lắm. Người có nói thật không? Lão gia, ông đừng nghe đám nha hoàng này đổi trắng thay đen. Tất cả đều do Thúy Cô tự ý làm, chứ không hề biết gì cả. Thúy Cô là nha hoàn thân tính của cô. Chủ tớ các người đồng lòng hai mươi mấy năm, sao cô lại không hề hay biết? Tự Quan Âm cô tặng ta có dấu độc, hại ta ngã bệnh triền miên hơn 3 năm qua. Vốn dĩ ta không muốn so đo chuyện cũ với cô, sao cô lại hại An Nhiên chứ? Lão gia, ông phải lấy lại công bằng cho An Nhiên. Bà nói Tự Quan Âm nào cơ? Lão gia, để ta đi lấy. An Nhiên, An Nhiên, chính là thứ này. Nhị di nương, người có nhận ra bức Tự Quan Âm này không? Đây là món quà mà 3 năm trước người tặng cho phu nhân nhà ta. Thế nên 3 năm qua, tượng Quan Âm luôn được thờ cúng trên bàn thờ, ngày nào cũng ám mùi đàn hương, nên mới giấu được mùi tanh bên trong. Mùi tanh gì? Ta không hề biết gì cả. Đồng Thanh, người nói rõ ra đi, rốt cuộc chuyện là thế nào? Bẩm lão gia, sở dĩ phu nhân đổ bệnh triền miên suốt 3 năm là vì nhị di nương giấu độc bên trong tượng Quan Âm. Ta nghĩ nhị di nương làm vậy là muốn âm thầm đẩy phu nhân nhà ta vào chỗ chết, không tiếc quản quyền lực ở hậu viện. Lão gia, quan uổng quá, ta thỉnh pho tượng Quan Âm này về là một lòng muốn cầu phúc cho phu nhân. Cô nói dối. Lão gia, chính vì tiểu thư nhà ta phát hiện tượng Quan Âm có vấn đề nên mới mang nó về phòng mình. Hôm nay đại phu cũng ở đây, chi bằng chúng ta đập tượng ngay tại đây để đại phu xem xét rốt cuộc ai ngay ai gian. Là Thúy Cô, chắc chắn là Thúy Cô. Trước giờ cô ta rất ác độc, lâu rồi có lần xuất phủ, cô ta từng tranh chấp với mẫu thân. Hẳn là cô ta ôm hận trong lòng nên mới âm mưu hãm hại mẫu thân. Đúng đúng đúng,
là do Thúy cô. Ta nhớ ra rồi, đúng là như thế thật. Trước giờ cô ta tinh thông dược lý, thường xuyên đến tiệm thuốc. Có thể đến tiệm thuốc ở Tô Thành để điều tra. Chắc chắn sẽ có ghi chép cô ta mua ngưu tất. Nhị di nương, ta đâu có nói các thứ người giấu là ngưu tất. Sao bà lại biết? Người gài ta. Lão gia, trước đó tiểu thư nhà ta vô tình làm dở tượng Quan Âm, phát hiện bí mật về ngưu tất. Nhưng tiểu thư lường trước được rằng chắc chắn nhị di nương sẽ không thừa nhận. Để tránh đánh rắn động cỏ nên đã đưa người mua một bức tượng khác giống hệt. Nhị di nương, chuyện tới nước này rồi, bà còn gì để nói không? Liễu Minh Ngọc, không ngờ cô lại ác độc như vậy. Phụ thân, mẫu thân không biết thật mà. Tất cả là do Thúy cô làm. Phụ thân, lão gia, mọi chuyện hôm nay đều do một mình ta làm, không liên quan đến ai khác. Hân Nhiên cũng không biết gì cả. Tượng Quan Âm do ta sai Thúy cô giấu ngưu tất vào trong, cũng chính ta đã hạ độc trong bánh đà của Lục An Nhiên. Đồ độc ác, mẫu thân, lôi cô ta xuống phạt 50 trượng. Phụ thân, phụ thân, con cầu xin người mà. Lục An Nhiên, phụ thân, con xin người. Lục An Nhiên, phụ thân, mẫu thân, mẫu thân. Lão gia, phu nhân, tiểu thư không ổn rồi. An Nhiên, tiểu thư, An Nhiên, tỷ tỷ, tiểu thư, mẫu thân, đánh, mẫu thân, đánh tiếp đi. Phụ thân, phụ thân, phụ thân, phụ thân, người mở cửa ra đi. Con xin người mà, người đừng đánh nữa. Mẫu thân sẽ mất mạng đấy, phụ thân. Dân Nhi, Dân Nhi, để mau cầu xin với ta đi, để bảo phụ thân đừng đánh nữa. Phụ thân, để xin đi. Tỷ, sao mẫu thân lại làm ra chuyện như vậy? Đáng sợ quá, đồ bất hiếu. Tránh ra đi. Phụ thân, phụ thân, con xin người. Người đừng đánh nữa. Cô nói đi, nói. Phụ thân, rốt cuộc cô đã hạ độc gì hại An Nhiên? Mẫu thân, bỏ cuộc đi Lục Khinh Châu. Cho dù bây giờ ông có biết là độc gì, cũng không cứu được nó đâu. Hôm nay nó chết chắc rồi. Ông lo cho nhà họ Lục trước đi. Hoàng gia đến rước dâu, tân nương chết bất đắc kỳ tử, chỉ e nhà họ Lục sẽ gặp phải tai ương nhỉ. Cô ép ta đấy à? Hôm nay ta ra tay bất chấp chính là vì Hân Nhiên. Ta lấy tính mạng của mình ra cược, lấy nhà họ Lục ra cược. Lục Khinh Châu, ông không còn lựa chọn khác đâu. Cô làm điều sai trái hết lần này tới lần khác, tội không thể tha. Truyền lệnh của ta, không một ai được mời đại phu cho cô ta. Ai trái lệnh sẽ phạt theo gia pháp. Rõ. Mẫu thân, mẫu thân, mẫu thân, phụ thân, cứ thế này mẫu thân sẽ chết mất. Người mời đại phu cho mẫu thân đi. Phụ thân, Hân Nhiên, người đừng nhẫn tâm như vậy mà. Phụ thân, đừng đi. Mẫu thân, mẫu thân, mẫu thân. Con à, con à, đừng khóc. Hôm nay An Nhiên chết là cái chắc. Chúng ta thắng rồi. Sau này mọi thứ ở nhà họ Lục đều là của con. Sông ngư lệnh của nhà họ Lục là của con. Thánh Dương cũng là của con. Tiểu thư, đại phu, tiểu thư, tiểu thư, đại phu, mau qua đây. Tiểu thư,
Quản gia. Lão gia, tiếp tục tìm đại phu, tìm hết tất cả đại phu ở Tô Thành cho ta. Rõ. Đúng rồi, ngươi dẫn người vào thành cáo thị đi. Chỉ cần cứu được An Nhiên thì muốn gì cũng được. Lão gia, tiểu thư đang ở lặng ranh danh tử. Việc quan trọng bây giờ là thánh chỉ của bệ hạ. Đoàn rước dâu của cụ điện hạ đang trên đường đến đây rồi. Nếu rước phải, vậy thì đừng phải đại kiện của hoàng gia đấy. Khí thế hết sức, hoành tráng thế cơ à. Chứ sao nữa, xa hoa quá. Phải đấy, còn phải nói, cũng chỉ nhà già mới vậy thôi. Công nhận. Lão gia. Lão gia. Lão gia. Kiều Hoa đã đến trước cổng rồi. Phải làm sao đây ạ? Lão gia, phu nhân quá đau lòng. Ngọc Trúc đã đưa phu nhân về phòng nghỉ ngơi rồi. Tiểu thiếu gia đang ở bên cạnh chăm sóc phu nhân. Đứng lại. Hôm nay là ngày tiểu thư xuất giá, sao cô dám ăn mặc như vậy hả? Đúng là cái đồ trơ trẽn. Phụ thân, tỷ tỷ sắp chết rồi. Sắp tới nhà họ Lục chỉ còn mình con là con gái. Thay vì ở đây buồn rầu, chi bằng người nghĩ xem phải ứng phó thế nào đi. Người còn lựa chọn nào khác sao? Sao cô lại thành ra thế này? Khánh Dương Phi chỉ có thể là con. Nếu con gái nhà họ Lục muốn gả đi cũng là con. Người chuẩn bị đi đưa dâu đi. Nhưng đã diễn thì phải diễn cho trót. Cô ta phải đi theo con. Cô nằm mơ đi. Ta thà đập đầu chết chứ không làm nha hoàng cho cô. Khánh Dương điện hạ và Cửu điện hạ đều biết nuôi lại nha hoàng thân thiết nhất bên cạnh Lục An Nhiên. Không có người thì màn kịch này phải diễn tiếp thế nào? Chẳng lẽ ngươi muốn chúng ta bị dịch trần tại trận, cả nhà gặp quả sao? Phụ thân, Kiều Hoa đã ở ngay trước cổng, đợi lâu lắm rồi. Đợi lâu khiến Cửu điện hạ sinh nghi, vào đây chất vấn. Đến lúc đó ai cứu được nhà họ Lục đây? Người không suy nghĩ cho người khác, cũng phải suy nghĩ cho nhà họ Lục chứ. Ta thật không ngờ mẹ con lại dạy con thành ra thế này. Hàng đứt đường. Lão gia,
Ta sẽ đi. Con gái xin tạm biệt người. Còn nữa, kể từ hôm nay, con là Khánh Dương Phi, đường đường chính chính. Mẫu thân của con là nhập mẫu danh chính ngôn thuận của Khánh Dương. Mong người chữa trị cho mẫu thân. Nếu mẫu thân con có chuyện gì, Hân Nhi tuyệt đối sẽ không quên mối thù giết mẹ. Thẩm Lan Khê, cuối cùng vẫn là ta thắng. Sao lại là cô? Chẳng phải cô đã chết rồi sao? Sao cô chưa chết? Ta xuống âm tàu địa phủ một chuyến. Diêm Dương nói bà còn xếp trước cả ta cơ. Khi âm tàu địa phủ cũng có thứ tự trước sau chứ. Sao lại như thế? Rõ ràng ta đã bỏ thuốc độc vào bánh đào. Rõ ràng lúc đó cô đã chết chắc rồi mà. Trước khi bà hạ độc, ta đã bảo Đông Thanh đổi loại thuốc khác rồi. Ai biết được mà lấy đâu ra thuốc độc. Nếu nói về hạ độc thì uống thuốc độc của mình vẫn an tâm hơn. Cô điên rồi sao? Cô không cần cả mạng của mình nữa ư? Cha ta rất dễ mềm lòng, nhưng bà rất xảo trá. Ta không mạo hiểm một chút, sao có thể vạch trần hết được những chuyện tốt mà bà đã làm chứ? Bà liều mạng dùng ta vào chỗ chết. Ta cũng như vậy thôi nhị nương. Vậy thì sao chứ? Cởi hành đi. Hân Nhiên đã lên kiệu qua. Hân Nhiên mới là Khánh Dương Phi, nhưng đích nữ của nhà họ Lục là ta vẫn còn đây. Một thứ nữ không có song ngươi lệnh ở trong Khánh Dương phủ sẽ có kết cục thế nào? Một người như Khánh Dương sẽ giữ lại một kẻ vô dụng bên mình sao? Tạm thời cứ để Hân Nhiên mơ giấc mơ đẹp làm Khánh Dân Phi thêm vài ngày nữa. Chỗ ta đây vẫn còn chuẩn bị chuyện khác để đợi cô ta. Lục An Nhi, ta phải giết ngươi. Tiểu thư, quan tài mà hôm nay người đặt đã tới rồi. Nhị nương, yên nghỉ nhé. Lục An Nhiên, ngươi
Khánh Dương phủ. Đa tạ, đa tạ. Ngày đại hỷ chắc chắn là không sai không về. Nào nào nào. Đại nhân, mời ngài uống rượu. Nào, ta rót đầy cho ngài. Thưa các vị, thưa các vị, hôm nay các vị đã bớt thời gian đến tham gia hỷ tiệc của bổn vương. Vốn dĩ bổn vương nên uống với các vị thêm vài ly, nhưng Dương Phi từ nơi xa xôi gả đến đây, đi đường mệt nhọc, bổn vương cũng không muốn để nàng ấy đợi quá lâu. Thế này đi, bổn vương mời các vị một ly, ta xin cáo lui trước. Nhưng mà Khánh Dương phủ đêm nay nhất định sẽ là luôn có rượu ngon. Nào, điện hạ, điện hạ, điện hạ, người uống trà cả đêm rồi chưa đụng đến một giọt rượu nào. Chắc hẳn người đang đợi đêm xuân một khắc phải không? Ta nghe nói Dương Phi của chúng ta từ nhỏ đã theo phụ thân gây dựng cơ nghiệp từ hai bàn tay trắng, vô cùng bản lĩnh. Nào nào nào, điện hạ, ta mời người một ly. Nào nào, ta mời thêm một ly, cạn ly. Nào nào nào, điện hạ, đợi đã, đợi đã. Cửu đệ, cửu đệ, nếu bọn họ cứ mỗi người mời bổn vương một ly thế này thì nhị tẩu mà để vất vả đưa về đây sẽ chạy mất thật đó. Nào các vị, đêm nay mà bắt nhị ca ta uống trà cả đêm thì vô vị lắm. Chi bằng thế này, đêm nay cứ thả nhị ca ta về với tân nương tử trước. Đêm nay ta uống cùng các vị, vẫn là cửu đệ tốt với ta. Ghi nợ trước nhé. Được, được, được. Sao hả? Bây giờ có thể thả nhị ca ta về động phòng qua chút rồi không? Được, đương nhiên rồi. Nào, người tiếp theo mời cửu điện hạ đi nhé. Thêm một ly nữa. Nào, uống cho say nhé. Nào, 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 uống cho say. Bổn vương vẫn chưa tặng quà cho đâu. Nhị ca, thật sự rất xin lỗi. Bổn vương nên đến sớm hơn, nhưng phụ hoàng cứ chịu mẫu phi và ta cùng đi thưởng thức những thứ đồ quý hiếm mà Nam Tiêu mới cống hiến. Ta thực sự không thể rời đi được. Tứ đệ, hôm nay đệ có thể đến Khánh Dương phủ. Khánh Dương phủ cũng được thơm lây, còn đem theo quà đến chúc mừng à. Đúng là khiến ta vừa mừng vừa lo đấy. Bổn vương lo rằng yến tiệc đại hôn của nhị ca không được hoành tráng, thiết nghĩ tặng cho huynh một số món ăn hiếm lạ. Được, mang lên đây. Ta vừa dở từ tinh thuyền xuống, bảo người lựa chọn kỹ lưỡng những thứ này để đưa đến đây. Mở ra. Gì thế này, thối quá. Ai mang đến đây hả? Chuyện này là thế nào? Tứ ca được ân sủng, thân phận tôn quý, không coi ai ra gì, cũng không lấy làm lạ. Huynh không nên làm hỏng những thực phẩm này. Cửu đệ, thật sự vô cùng xin lỗi. Bổn vương cũng không hề biết sao những thứ đồ sống này đến Khánh Dương phủ lại thành cá ương tôm thối rồi. Chẳng lẽ đến đây cảm thấy bị nhục nhã quá nên chúng tự dẫn cả rồi sao? Có những người cho dù được chút vinh dự cũng chẳng thay đổi được gì. Không phải là vẫn giao dương với đám vô danh tiểu tốt này sao? Thế này, thế này, nói năng gì vậy? Tôm cá có tươi đến mấy mà để lâu thì đều ương thối cả thôi. Tứ đệ,
Hôm nay đệ hùng hổ đến đây như vậy cũng khó mà đạt được mục đích. Đệ sốt ruột như vậy đến nhà ca ca để giải tỏa tâm trạng, mọi người đều có thể hiểu được, đúng không? Đúng, hiểu được, hiểu được. Huynh đừng tưởng rằng bổn vương không hiểu huynh đang nói gì. Sao vẫn còn có con sống thế? Xin lỗi, y phục bổn vương mới may. Tứ ca, ta xin lỗi, đây là áo mới của bổn vương, ta không biết tại sao lại có con sống thế này. Nói láo, rõ ràng nó chết rồi. Tại bổn vương không cẩn thận, bây giờ ta đã giảm chết nó rồi đấy. Quỳnh xem đi. Đợi đó cho ta. Tứ đệ đi thông thả nhé. Thế là đi luôn à? Đệ không thấy bẩn à? Thối quá đi mất. Đi rửa tay đi. Lấy quán báo ơn. Đừng vứt những thứ này đi nhé. Để cho người ông ở ngoài ô nuôi cá. Không cần để phải lo. Đi đây. Chúc mừng cô nhé. Bổn vương thấy cô ngồi nghiêm chỉnh ở đây như vậy, quả thật là hơi bất ngờ đấy. Đúng rồi, vừa nãy Dực Dương có đến đây, cô không biết. Nhìn hắn ngu ngốc y như một con lợn ấy. Bổn vương nghĩ sau này mà phải đối đầu với hắn thì đúng thật là hài hước vô cùng. Nào, uống một ly đi. Bổn vương biết ta và cô kết thành phu thê không được tình đầu ý hợp giống như những cặp phu thê khác, nhưng cô phải nghĩ xem, trong tương lai cô và ta hợp tác nhiều như vậy, thật ra cô nên uống ly rượu này. Sao đột nhiên
lại chủ động ôm ta thế này. Cô quanh năm vất vả bên ngoài, chuyện gì cũng phải tự mình giải quyết. Đôi tay này không phù hợp với tính cách chủ nhân của nó nhỉ? Yếu ớt, mềm mại. Có phải cô nên nói cho Bổng Dương biết Lục An Nhiên ở đâu không? Tỷ tỷ chết rồi. Linh Hề, trước khi được gả đi, tỷ tỷ đột nhiên bị bệnh nặng. Phụ thân đã mời hết các đại phu ở Tô Thành đến khám, nhưng dùng thuốc gì cũng không khỏi. Tỷ ấy đã nhắm mắt xuôi tai rồi. Tuy thời gian Bổng Dương ở Tô Thành rất ngắn ngủi, nhưng Bổng Dương biết rất rõ rằng Lục An Nhiên không phải là một người yếu đuối bệnh tật có thể đột tử. Hai tỷ muội các cô rốt cuộc đang giở trò gì? Cô có từng nghĩ đến việc nếu bẩn cợt Bổng Dương, nhà họ Lục các người sẽ có kết cục thế nào không? Nhà họ Lục làm ăn buôn bán trong sạch, sao dám lừa gạt đương kim hoàng tử chứ? Hoàng gia ban hôn không phải là chuyện nhỏ. Trước khi ra đi, tỷ tỷ đã giao hết mọi việc ở nhà họ Lục cho ta. Ta cũng hiểu tình cảm của tỷ tỷ dành cho Điện Hạ. Những điều mà tỷ tỷ có thể làm cho Điện Hạ, Hân Nhiên cũng làm được. Được, vì Bổng Dương sẽ nghe xem cô có thể làm gì cho Bổng Dương. Tỷ tỷ mất, đệ đệ còn nhỏ, chỉ có ta là có thể kế thừa xong ngươi lệnh của nhà họ Lục thôi. Khi Điện Hạ chấp nhận Hân Nhiên, Hân Nhiên nhất định sẽ dâng tất cả mọi thứ của nhà họ Lục cho Điện Hạ sử dụng, tuyệt đối không cãi lời. Cô thật là vô cùng ngu dốt. Cô có biết nhà họ Lục các cô có bao nhiêu thuyền buôn không? Chủ sự của 36 cảng có kẻ nào thần phục cô không? Chỉ có sông Ngư Lệnh, cô nghĩ là cô có thể hô mưa gọi gió, muốn làm gì thì làm ư? Bổng Dương nói cho cô biết, Bổng Dương muốn có nhà họ Lục, cũng muốn có cả Lục An Nhiên. Điện Hạ, nhưng tỷ tỷ đã chết rồi, người chết rồi không thể sống lại được. Điện Hạ, vì sao ngài không trân trọng người trước mắt? Người trước mắt không phải người trong tim. Còn nữa, đời này Bổng Dương ghét nhất
là bị kẻ khác sắp đặt. Điện hạ, ta tự biết mình không tài giỏi như tỷ tỷ, nhưng ta cũng là một kẻ bị vận mệnh sắp đặt mà thôi. Nếu ta không thật lòng yêu điện hạ, sao lại phải từ nơi xa xôi ngàn dặm đến đây làm thế thân cho người khác? Điện hạ, ngài và ta đều không còn sự lựa chọn nào khác, không phải sao? Cô nghe đây, có sự lựa chọn hay không, không phải do cô quyết định. Chuyện ngày hôm nay, bổn vương có thể nể mặt nhà họ Lục mà tạm thời không truy cứu, nhưng chuyện này không thể cho qua. Lục Hân Nhiên, tốt nhất là cô có thể có quyền quyết định ở nhà họ Lục. Nếu không thì bổn vương sẽ không ngại khiến cho phủ này có thêm một vị dương phi chết trẻ đâu. Câu này cô hãy nhớ kỹ cho bổn vương. Điện hạ, điện hạ, điện hạ. Điện hạ, ngài hãy nhìn cho kỹ. Ta chắc chắn sẽ làm chủ nhà họ Lục. Tiểu thư, em đi theo người đây. Cổ điện hạ, hôm nay là ngày đại hỷ của đại tiểu thư nhà cô. Cô cầm dao làm gì? Khóc gì chứ? Cổ điện hạ, tiểu thư chết rồi. Thế người bên trong kia là ai? Là Lục Hân Nhiên. Chính mẹ con họ đã hạ độc hại chết tiểu thư trước ngày đón dâu. Lúc đó tiểu thư chỉ còn lại chút hơi tàn. Lục Hân Nhiên đã tính toán chuẩn xác. Trong thánh chỉ không biết rõ là cưới người con gái nào của nhà họ Lục. Cô ta lại biết, chắc chắn lão gia sẽ nghĩ cho đại cục của nhà họ Lục, cuối cùng vẫn sẽ đồng ý để cô ta gả đi. Tuy ta là một a hoàng, nhưng ta cũng hiểu ý của lão gia, chỉ có phối hợp diễn kịch với cô ta. Nhưng bây giờ vở kịch này đã diễn xong rồi, cho dù bây giờ ta chết thì cũng không liên quan gì đến nhà họ Lục nữa. Làm việc lỗ mãng như vậy thì có thể chứng minh chủ tớ các ngươi tình thâm sao? Trừ cách này ra, ta còn có thể làm gì cho tiểu thư chứ? Bây giờ ta sẽ đến Tô Thành. Nếu thực sự có kẻ hạ độc hại chết cô ấy, ta sẽ không tha cho kẻ đó. Bản đồ dẫn tải đường sông Đại Hãn. Tiểu thư, người đừng trách Đông Thanh nhiều lời. Đông Thanh nhìn ra được cửu điện hạ thực sự có tình cảm với tiểu thư. Chưa biết chừng bây giờ ngài ấy đang trên đường đến đây rồi. Nếu ngài ấy không thấy tiểu thư, chắc chắn sẽ lo. Nếu tiểu thư có thể để lại vài lời, có lẽ cổ điện hạ sẽ thấy nhẹ lòng hơn. Sao cô cứ nghĩ đến ngày ấy thế? Bởi vì khoảng thời gian này Đông Thanh đi theo tiểu thư,
Ta biết mọi chuyện đều nằm trong tầm tay của tiểu thư. Nhưng tiểu thư đè nén nhiều chuyện trong lòng. Chỉ khi ở bên Cửu Điện Hạ, người mới trở nên thoải mái hơn. Lục An Nhi, đợi ta đến Tô Thành, cô nhất định phải khao ta một bữa đó. Ta mệt quá. Nhưng huynh đi chậm quá. Ta đã đi suốt cả một đêm rồi. Nông mà ta quen biết, cho dù phải cắm mại làm ruộng cả đêm thì ngày hôm sau vẫn giữ được tinh thần tỉnh táo. An Nhiên, An Nhiên, An Nhiên, An Nhiên, Lục An Nhiên, Lục An Nhiên, cô ra đây. An Nhiên, Lục An Nhiên, Lục An Nhiên, cô ra đây. Lục An Nhiên, Mục Xuyên, ta phải đi rồi. Có phải ta cứ chạm vào cô là cô sẽ biến mất không? Cô đến để tạm biệt ta ư?